Xin chào, cảm ơn em. Cậu em xin giới thiệu dòng tép nail. Đây là nail bi nha mọi người. Mẫu mới 2020. Đây là cái code mà nói mọi người. Tép nail bi GCF850. Cậu em sẽ quay cần như em xem nha. Đây là cái côn bên trong, cao điểm đã mở ra rồi nhé. Bây giờ sẽ mở cái nắp ra đây. Nèo bi nha mọi người. Côn của nó này, cao điểm sẽ đo cho anh em xem. Côn nó là 75 nha mọi người. 750, côn nó là chỉ là 750 nha mọi người. Côn nó chỉ là 750 nha mọi người. Chép nail, cái tên của nó là 850. Nhưng cái côn nó chỉ là 750 thôi. Không có dòng nào là côn 850 hết thì mọi người lưu ý. Đây là nail bi, mẫu mới 2020. Đây chính là gấu nha mọi người. Đó, đít nó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp anh cao điểm nha. Xin chào tất cả anh em. Ship hàng toàn quốc và đặc biệt là sẽ miễn phí ship Sài Gòn cho anh em. Xin chào tất cả anh em nha.